Rio Jim xin kính chào quý khách. À, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Go To Life. Và theo những cái số của To Life đi xuyên suốt, chúng ta có nhiều những món đồ ăn như review về giày, vệ sinh giày, quần áo, áo dài, rất là nhiều thứ rồi. Thì hôm nay Go To Life chúng ta sẽ chuyển hướng qua thể dục thể thao một chút. Ngày hôm nay thì Hoàng Nam đang có mặt tại Rio Jim để cùng review cho mọi người những cái trang thiết bị ở trong Rio và những cái dịch vụ của Rio như thế nào ha. Bên cạnh Nam lúc này thì đang là một chị lễ tân rất là xinh gái, chị tên là gì chị nhỉ? Chị Tiên, chị xinh như Tiên mọi người ha. Và Nam sẽ cùng với mọi người, cùng với chị Tiên, chút nữa lên kia thì sẽ có một anh PT riêng nữa để mình sẽ cùng tìm hiểu về Rio Gym sẽ có những cái gì đặc biệt ở trong Rio này mọi người ha. Đây là Go To Life và đây là không gian tầng trệt của Rio Gym. Đây là địa chỉ 73 Rạch Hùng Binh. Đang có mặt tại Rio Gym ở địa chỉ là 73 Rạch Hùng Binh, phường 9, quận 3 ha mọi người. Và đây là không gian giống như là một cái mặt tiền của Rio vậy. Ở trên này thì mọi người thấy là sẽ có một logo của Rio Gym với chữ R bị thiếu mất một nửa. Và không gian này thì để các bạn lễ tân, các bạn sẽ tiếp khách ở những cái không gian như vậy. Và đây thì sẽ có một quầy lễ tân để cho mọi người. Có thể là ví dụ là ai mà tới tập thì sẽ tích vân tay ở đây đúng không ạ? Đúng rồi, nghĩa là ai mà tới tập, hội viên mà tới tập với mọi người thì sẽ tích vân tay. Và theo như Nam được biết thì ở chỗ khác người ta sẽ dùng thẻ quẹt, nhưng mà bản thân Nam đi tập á, thì lâu lâu Nam sẽ bị quên cái thẻ đó, Nam không nhớ nó mất ở đâu, ở cốc xe ở đâu đó. Thì với công nghệ là tích vân tay như vậy thì nó sẽ tiện hơn cho mình rất là nhiều. Mình tới mình không cần là phải nhớ nó phải cất thẻ ở đâu, mà chỉ cần tới tích vào vân tay là có thể lên tập được rồi. Và chỗ này thì tuy là mùa dịch hết rồi, nhưng mà Rio Gym vẫn để một cái chai nước rửa tay cạnh những chỗ khăn tắm như vậy để tạo những cái sự an toàn cần thiết nhất cho mọi người ha. Vì tuy là dịch đã hết rồi nhưng mà chúng ta vẫn cần an toàn là trên hết. Và cái môi trường tập gym thì cũng khá là nhạy cảm với mùa dịch nên là chúng ta vẫn nên an toàn và cẩn thận thì hơn. Ok, ở đây thì em thấy có một cái máy in body là để đo dư mỡ hay là dư thịt, dư đạm đó đúng không chị? Đo cẩn thận của mình. Cơ thể em đã đo đúng không? Dạ được. Ok, Nam sẽ đo ha. Bỏ hết đồ vào trong các công khai. Anh bỏ cái bên này lên theo giờ của viên á, lên khỏi Nam nghĩ là Nam sẽ bị thiếu gói một chút đó mọi người. 63.8. Đây là đang chạy những thông số gì vậy chị? Dạ, chạy về mỏ động cơ của mình. Thế là tăng được. Thế là tăng được. Ok. Bỏ tay xuống. Anh đợi một tí nha. Ok. Và trong lúc chờ đợi kết quả thì Nam sẽ trả lắp phòng mic của mọi người xíu ha. Để xem. Ai ngày hôm nay vào chơi với Nam này. Mà Nam hơi quá. Ôi, có luôn. Đã chơi được về cái cơ thể của mình. Em nhìn vào không biết gì, chị nhìn vào em được không? Em bị dài là em sẽ kêu hỏi PT hỗ trợ cho anh là đọc được cái email. Dạ, bây giờ được rồi.
Ok, tí em cầm lên thì em sẽ nhờ PT sẽ giải đáp cái này của em ha. Để xem. Đăng ký là có PT chỉ tập hả em? Mình đăng ký gói thì PT được mấy buổi chỉnh ạ? Là mọi người nếu như mua gói tại Co Gym á, thì sẽ được tặng miễn phí 5 buổi tập cùng với PT đúng không ạ? 6? 7 buổi? 7? Ok, một tuần. Một tuần chứ không phải là 7 buổi nhé mọi người. Sẽ được tập miễn phí với PT 1 tuần tại Co Gym, được chưa? Hello, chào tất cả mọi người thôi. Bây giờ Nam sẽ cùng lên trên ha. Mình tham quan xong cái không gian lên phía tầng trệt của cái coi rồi. Và Nam sẽ cầm cái kết quả thông số này sẽ lên để cho anh PT có thể giải đáp được cái thắc của Nam. Wow. Bên ngoài thì mọi người nhìn cái không gian có vẻ là hơi hẹp một chút, nhưng mà với không gian mà là gỗ và cái cây xanh như vậy nhìn khá là ấm cúng mọi người. Những cái gỗ lát như vậy á thì thứ nhất là nó rất là an toàn với môi trường này, thứ hai là nhìn nó khá là sang. Và Nam nghĩ là mọi người sẽ trước khi mà đi vào tập á, mình sẽ lấy khăn tắm và mọi người sẽ vào phòng để thay đồ gym ra trước. Nếu như bạn nào mà không mặc đồ sẵn ở nhà thì sẽ vào đây để thay đồ để sẽ cùng lên tập. Cho mình sang phòng tập với nha. Ok, bây giờ Nam đi lên phòng tập của mọi người. Đây. Bây giờ là tầm hơn 7 giờ mọi người nha. Thì mọi người ở trong phòng của Vinh Co thì vẫn đang tập. Đây là phòng lầu 1 của Vinh Co Gym. Tới từ Go To Live đấy. Em sẽ phỏng vấn anh một chút về Vinh Co Gym của mình. Thì hồi nãy em có ở dưới á, em có đo cái bảng công việc này thì anh giải đáp cho em được không? Rồi, ok, được. Cái bảng này á, thì nó sẽ nói về là cái lượng nước ở trong cơ thể mình nè, rồi cái tiếp lượng protein nè, lượng khoáng chất, như cái điều quan trọng là phần trăm lượng mỡ trong cơ thể của mình. Thì anh không biết là Nam ơi, là cái mục tiêu hình thể á, em muốn hình thể mình thay đổi sao thế Nam? Em muốn nhiều cơ hơn một chút, vừa phải thôi. Đây là hiện tại em thấy cái mục đốm mồm này không, mục đốm mồm nó hiện 100% nè, đúng không? Và hiện tại em mới khoảng 89 thôi, thì em phải đẩy này lên 100% nữa thì em ổn. Em được 89 luôn á? Đúng rồi, em được 89%, đây em đẩy 100% là cơm bắp sẽ bò đẹp, sẽ ok hơn. 10% có khó quá không? Thật sự là nó không dễ đâu, mình cũng một người bình thường. Nó cũng không có khó, nó là một người bình thường thôi. Okay. Em chỉ còn vô đây mà em tập luyện, hiểu là em tập luyện là 3-4 một tuần nè. Xong rồi kết hợp với phương pháp The Resistance Training nè, hay là Coach Fit nè, body em sẽ ổn. Vậy phòng 1 mình thì chắc là mình sẽ phải khởi động trước khi tập đúng không anh? Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Phòng 1 mình sẽ khởi động những cái gì trước ạ? Trước tiên là chúng ta sẽ có căng cơ tĩnh nè, căng cơ tĩnh nè, căng cơ động nè. Xong rồi làm các lớp kem linh hoạt, xong rồi khi đó mình vô mình tập luyện thì sẽ giảm chấn thương tối đa như vậy. Ok, chắc là em làm luôn ha. Ok, là luôn. Rồi ok, bây giờ em để đồ trên đây nha. Rồi ok. Bây giờ nó sẽ khởi động luôn ha mọi người. Lâu quá không vận động. Rồi ở đây có cây nè, mình sẽ căng cơ tĩnh nè, mình sẽ căng cơ phần vai nè. Rồi cây này để thẳng đúng không? Em cầm hai tay kẹp thẳng, em tập như thế này thôi. Rồi ok, mình sẽ căng phần vai cho em ngày hôm nay. Mình bước rồi cho mọi người luôn. Từ 10 tới 15 giây, rồi xong em sẽ chuyển sang bài khác. Rồi ok, làm xuống. Ok, đúng rồi. Rồi 15 giây nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, tí nữa, 4, 3, 2, 1, 5 giây nữa, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Rồi, nhìn thì dễ nhưng mà mệt quá. Ok, xong bài đầu tiên. Rồi, xong bài đầu tiên rồi. Rồi, thêm bài thứ hai nè. Rồi, ok. Rồi, mình cầm phần này thẳng lên. Rồi, chứ em sẽ căng cơ liên xương của mình xíu ha. Rồi, mình cố định phần hông rồi, mình nghiêng qua. Rồi, nhưng mà hết biến độ nhớ những người em đứng thẳng nó được. Rồi, ok. Những cái cuộc 15 giây nha. Rồi, bắt đầu. Cố định phần hông của mình. Rồi, ok. Tí nữa nha. Rồi, 10, 9, 8, 7, keep going, 6, 5, thấy căng bên này không? 4, 3, 2, 1, 5 giây nữa, 5, 4, 3, 2, ok, rồi, em thấy sao nào? Hơi đuối anh. Hơi đuối đúng không? Rồi còn bên kia là ghế là nhóm nha.
Nam nghĩ là nếu như Nam tập hết những cái bài thể lực khởi động thì Nam sẽ không còn sức để nói cho mọi người, cho nên là mình làm phiến phiến xong cái bài khởi động này thì chắc là sẽ để anh mình tên là Nhân. Anh Nhân, đúng rồi, đúng rồi. Anh Nhân sẽ giới thiệu cho mọi người cái không gian của mình trước, sau đó là mình cùng lên lầu 2 sẽ tham quan. Thì em không biết là nếu như mình nói tập của mình ví dụ một năm đi ha, một năm tỷ tài ở đây là bao nhiêu ạ? Hiện tại là mình đang trong cái mà những cái tuần lễ đầu khai trương á, thì cái giá hiện tại của anh là một năm nó khoảng 5 triệu thôi. Thí dụ mà ở đây mà mọi người tới, mọi người là những khách hàng đầu tiên mà mua nhiều thì bên anh sẽ discount, có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Giả sử như là mua một năm có thể tặng thêm membership một năm nữa. Hiện tại là bên anh đang chạy chương trình là 10 khách hàng lại đây trải nghiệm nè, đầu tiên là sẽ được tặng voucher nè, tập luyện nè, rồi kế tiếp có bình lắc nè, rồi kế tiếp là chương trình membership sẽ có khuyến mại. Như vậy là với 10 người đầu tiên áp dụng cho voucher của GoToLine thì nó là như là tặng quà. Đúng rồi, mọi người đầu tiên sẽ được tặng là 10 voucher tập luyện với huấn luyện viên cá nhân trong vòng 7 ngày hoàn toàn miễn phí. Tuyệt vời không mọi người, là mọi người sẽ được trải nghiệm một tuần ha, một tuần cùng với PT của Vincoji trong vòng một tuần, rồi mọi người sẽ cảm thấy là cái dịch vụ nó tốt hay không, hay như thế nào, mọi người sẽ tiếp tục có tập có đồng hành cùng với Vincoji hay không ha. Ok, như vậy là nếu như mà mọi người mua một năm thì giá sẽ là 5 triệu, đúng không? Đúng rồi, 5 triệu là mình có kèm khăn tập hay là kèm dịch vụ khác hay là chỉ là tập? Đương nhiên là bên anh là khi mà khách hàng giao điện tập, khách hàng sẽ có được khăn tập, rồi nước uống hoàn toàn miễn phí ở mỗi lầu bên anh đã trang bị. 5 triệu mà tính ra 12 tháng thì tầm 440 ngàn. Đúng rồi. Giá khá là ok đúng không mọi người? Với một phòng gym tại quận 3, tại trung tâm quận 3 như vậy thì nếu như mọi người đóng 1 năm giá chỉ rơi vào tầm 440 ngàn thôi cho 1 tháng, nếu như đóng cả năm nha. Mà chúng ta có nước uống, có khăn tắm miễn phí hết rồi thì em thấy giá khá là ok. Mỗi lầu mỗi bộ môn khác nhau hả em? Đúng không anh? Dạ đúng rồi, mỗi lầu mỗi bộ môn khác nhau. Giả sử như ở đây nè, mình có lầu 1 nè. Ở đây mà mọi người có thể quan sát khách hàng luyện tập tập với huấn luyện viên cá nhân nè. Ở đây là khu vực functional. Thì functional là gì? Là tập luyện những cái bài chức năng nè, công dụng cụ nè, hoặc là có dụng cụ cơ bản là chủ yếu là phục hồi chức năng của mình nè, mất huyết nè, hoặc là giảm mỡ nè, để cho cơ thể mình tăng cái sự linh hoạt. Đó là giả sử như mấy bạn có thể thấy anh khách hàng này nè. Đó. Ok, anh đang tập những bài phá là gì? Là giữ cho cơ thể mình được cân bằng, những tập một thôi, còn lại phải giữ. Rồi xong rồi kế tiếp nha, tôi chuyển khách hàng mới đi. Nghe rõ không? Chị khách hàng mới đi thì chị ngày hôm nay mới tập luyện cái đầu tiên thôi, thì chị sẽ tập luyện phần chiếc học của mình, nó những cái thuật cơ bản nhất để sau này có thể đảm bảo. Rồi, okay. Ở đây các bạn có thấy personal là dây tia ít nè, có khu su nè, thảm tập nè, rất là nhiều bộ môn, rất là nhiều bộ môn đây. Nào, để học anh lên đó chị. Rồi, đúng rồi. Cây màu đen có thẳng không anh? Cây màu đen hỏi cái gì á? Cây màu đen là cái gì? Cây màu đen thẳng. Hỏi khó và khó trả lời. Không giờ tập như thế nào anh Nam? Thì Nam nghĩ là nếu như bạn mua một năm tại Vincoji thì bạn muốn tập giờ nào thì bạn tập thôi, chứ không nhất thiết là chúng ta quy định giờ tập như nào nha. Mình cứ rảnh như thế nào thì mình tập giờ đó. Ok, bây giờ Nam cùng anh sẽ đi lên lầu 2 cho mọi người đến lầu 2 ha. Mình đi và trả lời có mình đi. Gói theo tháng hay theo năm thì Nam vừa giải đáp cho mọi người rồi á, là một năm chúng ta một gói sẽ là 5 triệu đồng tập tại đây, miễn phí khăn, nước uống. Rồi ở đây là lầu chúng ta sẽ tập với máy nè, những cái máy machine nè, thì nó sẽ cô lập nhóm cơ cho mình. Giả sử là tập luyện phần thân dưới đúng không? Đó. Ok, bài này là tập cho đùi sau của mình nè. Rồi, bên này đùi trước nè. Rồi ở đây là phương sinh nọt, các bạn có thể thiết kế những cái tạ dumbbell, tạ tay rồi tập với ghế. Có thể rất là nhiều bài tập ở đây. Nhìn cũng khá là sang trọng, khác với một số phòng gym mà Nam từng tập thì cái thiết kế nó hơi khác một chút mọi người. Nhưng các phòng mà Nam đã từng tập thì nó sẽ rộng, nó trang bị nhiều lúc, nhưng mà có lẽ là với không gian ấm cúng, hơi ấm cúng của mình coi, chúng ta sẽ chia sang là hai phòng. Nhìn nó kiểu sắp xếp rất là thông minh mọi người. Mọi người nhìn thể đằng sau này, đây này, cho Nam coi này. Mình sẽ đi cầu thang từ bên giữa lên, nhưng bên này vẫn còn cái máy khác nữa. Ok, máy này là máy để chân đúng không anh? Đúng rồi, máy này máy đẩy chân leg press. Nhìn chiếc máy khá là đồ sộ, không biết là Nam sẽ đạp mấy cái. Cái này là tập xô lưng thì đúng không ạ? Đúng rồi, cái này là lat pull down này, mình phải tập xô lưng nè, tay trước nè, chuyển ngực của mình trên máy này, nhưng mà mình biết thiết kế chuyển động lại. Ok, thôi nãy giờ khởi động rồi, giờ lên đạp thử vài cái. Anh cho mất ký nhẹ nhẹ lên ha. Không có ký luôn, không có ký luôn. Vậy là nhẹ nhẹ lắm đúng không? Đúng rồi, vậy là nhẹ vô mình thử kỹ thuật ra được.
kiểm soát cho chân mình cân bằng. Ủa sao bên đây không mang giày? Ủa cái này không được đạp giày à? Không, cái này là em có thể là đi chân không cũng được. Ok, này thử thôi đúng không? Dạ. Rồi ok, rồi bắt đầu nha. Rồi đẩy lên. Rồi mở ra, mở chốt ra, rồi mở kéo xuống nè. Rồi ok, rồi bắt đầu nhớ mở gói ra nha. Rồi bắt đầu. Rồi xuống, hít vào. Rồi lên, thở ra. Đúng rồi, làm thử 5 cái nha. 3 10 cái nha. Ở 10 luôn hả? Tiếp tục. 4, nhớ nhịp thở. 5 6 7 Keep going nè. 8 9 Ok, cái nữa. Ok, rồi phải chú mày tỏ à. Phải chú mày tỏ. Rồi ok. 10 cái rồi, tí nó còn đau, đi đau banh. Giờ tập thêm 10 cái nữa là lát nó khỏi chạy luôn á. Lâu quá không tập. Hơi đuối. Nãy giờ là em tập đúng hay tập sai? À, nãy giờ là tập cơ bản là ổn á. Nhưng mà có cái là phải mang giày mới được. Tại vì sao nó cần cố định cái chân, còn hiện tại mang cái dép là đế nó hơi mềm. Đâu em mang giày? Ủa, mang cái này là nó dày á hả? Nó dày nhưng mà nó hơi mềm nè. Nó hơi mềm thì nó hơi quá mềm so với quy định thì nó không cân bằng cái chân em được. An toàn cho khi tập đúng không? Đúng rồi. Mọi người khi mà tập ở Nicozy thì nhớ là trang bị cho mình giày đầy đủ, có thể bó được những cái khớp cơ của mình nó được an toàn ha. PT có trong gói tập không ngại. Thì Nam có nói rồi á, nếu như mà mọi người mua gói 1 năm tại Vico Gym thì chúng ta sẽ được miễn phí 1 tuần. Redo Gym. Chúng ta sẽ được miễn phí 1 tuần cùng với PT ha. Còn nếu như mọi người mà cảm thấy là tập với PT ổn, có cái kết quả cao á, thì mọi người đăng ký trực tiếp mua cho gói PT cùng với Redo. Ui, nhà mày quá. Ok, lên lầu 3 thôi ha. Đây có bài tập nào giảm mỡ bụng không anh? Đương nhiên là có rồi. Giảm mỡ là đa số chị em luôn này. Wow, cái này hấp dẫn này mọi người. Rồi cái này là khu vực boxing nha. Rồi cái này là bạn huấn luyện viên là chị về Muay Thái nè, MMA nè, võ nè, thì mày sẽ training khu vực khách hàng ở đây. Cái này là mình có sẵn ở trong cái gói 1 năm đúng không? Đúng rồi. Wow. Mình mua 1 năm là mình bao gồm cả dịch vụ tập Muay Thái và tập boxing rồi mọi người ha. Vừa tập gym mà hôm nào cảm như mà cảm thấy đuối mình cũng muốn nên tập thay đổi một xíu để cho nó mình hoạt động đều hơn những cái hoạt động của mình á. Năn đạt bây giờ năn đạt không giờ hơn mọi người. Thôi nhưng mà tập boxing thì chơi luôn chứ, chơi luôn. Đấm được này thì bao giờ này? Ông vô chi vậy, ông hỗ trợ vậy? Ok. Cái bạch này á sẽ giúp cho anh có thể được biết được cú đấm của mình nó chạm như thế nào ha. Đó, để mình thả lỏng cái vai của mình. Đó, tạo lực hàng hồi ha. Đó, không? Đó, mình đấm để mình tạo biết được xoay vai xoay hông của mình như thế nào, tạo được lực đấm và điểm chạm cú đấm mình nó nằm ở đâu ha. Đó. Ok. Còn khi qua cái bao này á thì anh sẽ biết được cái sức mạnh của cú đấm mình như thế nào ha. Đó, cách mình đấm có đúng hay chưa. Đó. Thì mọi dụng cụ ở đây đều có cách tập luyện riêng của nó hết. Ok anh. Ok. Thì không biết đó giờ anh đã từng tập luyện hôm qua một anh chưa, anh có tập riêng rồi. Okay. Tập cái này chưa thử. Vậy hôm nào lên đây em sẽ hướng dẫn anh tập luyện nha. Dạ, ok. Cảm ơn. Hướng dẫn thì nếu như mình phải bắt đầu được thì nó quen thì có thời gian bao lâu anh? Tầm khoảng 20 buổi. Ồ, như vậy luôn ạ, 20 buổi. Dạ, 20 buổi thì mình sẽ biết được căn bản các đoạn đánh ở đây. Như vậy là không phải là mọi người cứ lên buổi đầu tiên là mọi người sẽ đánh được luôn ha. Chỉ là đánh tào lao thôi, nhưng mà đánh đúng kỹ thuật á, phải biết được cái điểm chạm của nắm đấm của mình á, thì sẽ phải ít nhất khoảng 20 buổi tập cùng với anh tên gì nhỉ? Anh Phương. Đó, chuyên về Muay Thái và tập boxing thì mọi người mới có thể có những cái bước căn bản để mình tập boxing được. Ok. Có PT theo sát không em? Thì tất nhiên là PT phải theo sát với mọi người. Nếu như mọi người đang ở trong những buổi tập thử cùng với PT hoặc là mọi người mua gói PT thì chắc chắn là PT sẽ luôn luôn đồng hành và đi theo sát của mọi người để có thể tập những cái kỹ thuật của những cái bài nó đúng nhất được ha. Có hướng dẫn ăn uống không anh? Em nghĩ là có chứ ha. Dạ đúng rồi. Bên mình sẽ hỗ trợ dinh dưỡng cho bạn trong vòng là 7 buổi luyện tập luôn. Quan trọng ở đây là cá nhân hóa cho đội dinh dưỡng của khách hàng, không phải là đưa cho các bạn một cái thực đơn rất là nghiêm khắc. Mà ở đây PT sẽ ngồi xuống để hỏi bạn những cái thói quen ăn uống nè, những cái thực phẩm hay thời gian, thì cùng lúc đó là PT sẽ ngồi để lên cho bạn một chương trình dinh dưỡng. Tại đây có thể đưa ra cho bạn thử.
Ok, nếu mà sau một thời gian mà thí dụ sau một tuần nữa đúng không, ở đây sẽ có máy in body check lại khối lượng cơ, lượng mỡ, thí dụ mà cái phương pháp ăn đó nó có hiệu quả hay không. Nếu không hiệu quả thì ở bên mình sẽ fit lại cho bạn một cái chương trình ăn uống khác. Đúng rồi, thân an được biết thì mọi người tập đúng kỹ thuật là một chuyện, nhưng mà mọi người phải có một cái chế độ ăn nó đúng, nó hợp lý thì mọi người mới đạt được cái kết quả nó cao nhất được mọi người ha. Bên này thì mình trên lầu mình là cuối cùng mình là cái gì anh? À, trên lầu là bên này là khu vực tập và functional một lần nữa, rồi trên lầu là cái chuyên dynamic, chuyên về vật lý trị liệu. Bên này là đạp xe và chạy bộ. Đúng rồi, khu vực cardio, cardio. Đúng rồi, khu vực cardio có máy chạy bộ nè, máy đạp xe. Thôi, Nam nghĩ là Nam giờ mà Nam đạp nữa thì Nam không nói được với mọi người đâu. Nam vừa phải leo lầu, Nam vừa phải đạp cái hồi nãy rồi, thì bây giờ chúng ta lên lầu cuối cùng. Trên này là cuối cùng chưa? À, không, chưa cuối cùng. Sẽ một lầu nữa mới là cuối cùng. Vậy là chúng ta mới chỉ lên tới lầu 4 rồi mọi người. Thế lầu này xong rồi còn một lầu nữa thì mới hết. Thời gian nên gặp bao lâu cũng được hả em? Đúng rồi nha mọi người. Mọi người các đồng có cái nào mà mọi người có sức, mọi người tập cả ngày trong đây cũng được. Không ai công mọi người. À, trên này cũng nhiều màu sắc quá này. Cái này chắc là dành cho những cái tạ của những người mà tập nâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tập nặng, tập body lifting á. Đó, thì mọi người sẽ tập ở đây. Những cái lượng tạ rất là nặng, squat nè, deadlift nè, những bài tập bao. Thì ở đây thì sẽ xây dựng cho mọi người khối lượng cơ rất là lớn. Giả sử như là Nam đúng không, Nam muốn tăng cơ, muốn tăng vòng 3, muốn tăng vòng chân bự rồi. Vô đây resistance training là bự chả luôn. Nhưng mà Nam nhìn thấy cái tạ nó nặng nó to như vậy thì Nam có tưởng tượng ngay ra được những cái anh chàng cô bác cuộn cuộn đang squat đúng không? Đang squat ở đây. Đây là phòng chuyên cho những người mà tập lâu năm rồi có thể tập nặng được thì tập ở trên này mọi người ha. Chắc chắn là Nam cũng thử được rồi. Nam thử xong rồi Nam ghé tay ở đây luôn á. À, đây là những cái thảm để mình có thể tập được những cái động tác ở dưới sàn đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người là ví dụ như muốn nằm cho sàn để tập bụng á, nằm ra giơ lên hay là tập những cái động tác liên quan tới mà phải nằm xuống sàn á thì sẽ trải thảm ra ha, trải thảm ra và sẽ tập. Ok, qua bên này. Rồi, bên này là khu vực trị liệu, căng cơ, rìa mạch. Và điều đặc biệt là bên mình có máy căng cơ. Đây, có máy thì nó sẽ làm mềm cơ sau khi mình tập đúng không? Thì qua ngày sau cơ bắp của mình nó sẽ bị đau nhất. Thì nó sẽ, mình tập đến resistance training là cơ mình bị xé ra những cái vết nhỏ nè. Xong rồi kế tiếp mình về nhà mình ăn uống vô và cái cơ mình sẽ bự ra. Đầy lên. Đúng rồi, đầy lên thì khi mà nó là mình sẽ bị đau. Đúng không? Thì ở đây sẽ có những cái máy. Nó sẽ có những cái máy như thế này. Máy sẽ căng cơ cho mình, nó sẽ tập trung vô từng nhóm cơ. Thì nó làm cái hiệu quả phục hồi của mình sẽ nhanh lên. Giống như massage đúng không? Đúng rồi, không nó khác, nó khác massage. Đây là cái máy này bật lên. Thử không? Thôi thôi, nhìn sợ quá, em nhìn được chưa? Thử đi, nhẹ lắm, rồi ok. Rồi, vô phần này cơ vai chẳng hạn đúng không? Rồi. Cảm thấy sao? OP. Có sợ không? Không, không. Có thấy khó chịu không? Dạ không. Rồi, rồi. À, Nam hiểu rồi, Nam hiểu được rồi. Ở trước Nam, cái lúc mà lần đầu Nam tập á, trời ơi, về không giơ tay nổi quá đầu đâu mọi người. Thì nó bị cứng cơ, thì sao những có những cái máy như vậy nó sẽ đánh tan cái mức cứng cơ đúng của mình rồi, đi được phần rồi, nào. Đúng nó rồi. Thoải mái hơn rất là nhiều ha. Đó, đấy là anh chị nào mà có mới mua gói tập, mới tập gym lần đầu á thì tới với Rido. Ngày hôm sau mà bị đau cơ quá thì lên đây sẽ có sẽ có dịch vụ căng cơ, thư giãn cơ giống như mình đi massage vậy. Mà dịch vụ này là miễn phí trong gói tập luôn đúng không ạ? À, không, cái này là có phải có huấn luyện viên cá nhân. À. Phải có huấn luyện viên rồi các người ta mình nằm ở đây nè sẽ có dynamic stretching căng cơ chị. Thì trong 7 buổi đó các bạn lại đây các bạn có thể trải nghiệm tất cả các dịch vụ căng cơ nè, boxing nè, tập luyện với huấn luyện viên cá nhân. Nhớ nha mọi người, 10 người tới đọc pass là go to live thì tới đây hoàn toàn có thể trải nghiệm hết tất cả những cái dịch vụ của Rido Gym. Chúng ta sẽ có 7 ngày để thử và theo những kinh nghiệm của Nam thì mọi người chỉ cần 2 buổi đầu thôi. Nếu như với những người mà lần đầu tập á thì buổi thứ ba là mọi người sẽ rất là ê ẩm, mình phải nghỉ ít nhất là 1 ngày mình mới tiếp tục mình tập tiếp được ha. Có cơ sở ở 73 Thạch Hùng Binh, phường 9 quận 3. Máy đó giá tầm bao nhiêu? Ở đây có bán đâu mọi người. Ở đây không bán máy ha. Mọi người muốn tìm hiểu về những cái máy giãn cơ như vậy thì mọi người lên Google. Còn chi nhánh nào, bên mình có chi nhánh nào không ạ? À, hiện tại thì bên mình chỉ mới khai trương thôi, dự kiến sẽ mở chuỗi. Ở đây mới là chi nhánh đầu tiên thôi. Rồi ok. Thời gian tập mông có bị to đùi lên không anh? Thời gian tập mông có bị to đùi hơn hay không? Không phải tập mông có bị to đùi hay không anh? Tập mông nó phải vào mông bạn nha. Tập mông mà sao lại bị to đùi được?
bằng tập đùi riêng thì nó tất nhiên là chúng ta nếu như mà tập mông thì cũng có đâu đó phần nào nó vào một chút về đùi về chân đúng không ạ, nó chỉ vào một xíu thôi, nhưng mà bạn tập riêng về đùi ấy, thì mới to cơ đùi lên được, chứ không phải là to đùi, to cơ nha, chứ không phải là to đùi lên đâu. Con trai thường tập ngực hay bị teo mông? Con trai thường tập ngực hay bị teo mông? Cái này là một quan điểm rất là sai lầm. Tại vì khi mà bạn reset tâm, bạn tập luyện phần cân ngực của bạn đi đúng không? Bạn tập luyện từ khối tạ thấp tới khối tạ cao thì cái cơ bắp của bạn sẽ phát triển phù hợp với cái vận động đó. Giả sử bạn tập ngực mà bây giờ bạn không tập mông thì ngực của bạn bự ra mà mông của bạn nó nhìn vẫn như cũ, thì đó là tại sao mà các bạn cảm thấy ngực bự ra mà mông lại teo lại, nhưng thật sự nó không phải như vậy. Tại vì á, với lại một phần là cũng theo cái kinh nghiệm của nam là ví dụ như mọi người tập ngực chẳng hạn thì ngực của bạn theo thời gian nó bị sưng cơ nó to lên thì bạn sẽ nhìn bụng của bạn nó nhỏ xuống. Biết sao bụng ngực nó to lên thì mình nhìn cái ngực với bụng của mình nó quen rồi á thì chắc chắn là mình nhìn bụng của bạn nhỏ xuống, nhưng mà thực ra không phải như vậy nha. 4 lầu luôn ạ. Hết lầu chưa anh? Còn một lầu nữa. Vẫn còn mọi người. Đi lên thêm ha. Rồi còn lầu này, thí dụ khách hàng tập xong nè, mệt nè, cần thư giãn nè. Ở đây sẽ có phục vụ đồ ăn nhẹ cho khách hàng. Giống một cái căng tin đúng không? Đúng rồi. Nè, một sinh tố nè, quay chuối nè. Rồi đồ ăn nè, khoai nè, trứng luộc nè, rất là nhiều sản phẩm bên mình hỗ trợ cho khách hàng sau khi tập luyện với huấn luyện viên cá nhân. Wow. Ở đây giống một quán cà phê đó mọi người, nhìn không gian rất là thoáng đãng. Thật sự là nhìn nhỏ nhắn này thôi nhưng mà cây xanh rất là nhiều và chúng ta có thể nhìn được view thành phố. Mỗi buổi tập mệt mỏi xong mà lên đây có những cái ly sinh tố hay là có những cái dĩa ăn để mình phục hồi cái sức khỏe, cái năng lượng của mình á, thì thật sự rất là tuyệt vời. Bạn nào ở đây nào thấy có một whey nữa này. Đúng rồi. Ở Rido mình có bán luôn không anh? Không, Rido sẽ tặng cho khách hàng 20 khách hàng đầu tiên, nhưng mà bữa giờ là tặng được khoảng 11 hũ rồi đó. Còn 9 hũ mà giờ đang chưa trưng bày ở đây ở trong kho. Mọi người có biết là một hộp whey này bao nhiêu tiền không? Mọi người biết là hộp whey bao nhiêu tiền không? Mà 20 khách hàng đầu tiên đăng ký tại Rido là được tặng một hộp này. Hộp này giờ thị trường giá bao nhiêu nhỉ? Hộp này thị trường bây giờ giá khoảng 1.6 triệu. 1.6 triệu gói khách có 5 triệu được tặng hết 1.6 triệu. Nhầm nha, mua một huấn luyện viên cá nhân nha. Mua gói PT, mua gói PT thì mới được tặng một hộp whey rất là trà bá như vậy. Một hộp này á uống là chắc phải mấy tháng á, hai tháng. Đúng rồi. 2 tháng, 3 tháng mới hết được một hộp này á. Bạn nào mua gói tặng 1 năm và mua kèm theo gói PT tại vì lo nữa thì chắc chắn là sẽ được tặng một hộp như vậy mà. Mọi người phải nhanh tay lên nha, tại vì là hình như theo số lượng em thấy trên này là còn 3 hộp còn đúng không anh? Đúng rồi, còn khoảng 10 hộp trong kho, mọi người tranh thủ nha. Còn 10 hộp bây giờ tặng dành cho 10 bạn cuối cùng. Chẳng là có mình đi em. Lâu trên cùng có máy lạnh không anh? Không gian này thì máy lạnh bao nhiêu tiền điện cho đủ hả bạn? Với một cái không gian mà mở rộng như vậy, cây xanh và không khí rất là trong lành ở trên cao như vậy thì chắc chắn là không có máy lạnh rồi. Mà không cần máy lạnh đâu mọi người, vì trên này rất là mát, buổi tối rất là mát, thật sự là không cần máy lạnh. Có không gian thì rắc luôn. Đúng rồi anh ơi, có không gian này để cho mình có thể thư giãn thoải mái. Và thật sự một điều là mình mới tập xong mình đốt cháy năng lượng thì sẽ tốn rất là nhiều sức lực đó. Nên trên này uống một ly sinh tố để phục hồi lại thì nếu mà không gian như vậy khá là ok. Gói PT giá thế nào anh? Gói PT đúng không? Gói PT bên mình sẽ có gói trải nghiệm cho khách hàng, giả sử như là gói 20 buổi đi, là gói là hỗ trợ kỹ thuật thôi nhé, chỉ giá chỉ 9 triệu 6 thôi. Còn ví dụ là bên mình nó sẽ có gói cam kết với khách hàng luôn, để cam kết khách hàng thực hiện được mục tiêu của mình. Giả sử vô đây khách hàng muốn giảm 5kg đúng không? Thì khi mà đầu tư cái gói đó thì bên mình sẽ cam kết cho bạn giảm 5kg cho bạn. Nếu mà không được thì bên mình sẽ tiếp tục tập luyện cho bạn tới khi nào giảm thì thôi. Wow, với những chị em nào mà hay than là giảm cân hoài không được, ăn kiêng ăn rau bỏ tinh bột ra ngoài mà không được thì tới với Rido Gym sẽ có cái cam kết giảm bao nhiêu. Ví dụ bạn đang dư 5kg mỡ đúng không, bạn cần giảm 5kg mỡ thì tới với Rido Gym sẽ cam kết, nếu như bạn mua gói tập PT của Rido nha, sẽ cam kết cho bạn là với trong cái khoảng thời gian là khoảng thời gian như thế nào đó, với cái chế độ ăn như thế nào đó thì bạn chắc chắn giảm được 5kg. Mà Nam đảm bảo với mọi người là với một cái thân hình mà đang hơi bị dư mỡ, mình giảm được ký mà mình kết hợp với được tập gym á, để cho cái cơ của mình nó thon gọn lại thì số rách con gái nó giảm được mà còn thon được cái tô của mình, thật sự rất là đẹp luôn. Cái chân em to chảo đá thì tập như thế nào hết? Chân to chảo đá thì phải tập bằng chân thôi bạn ha. Vừa rồi thì Nam và
anh Nhân cũng đã đi hết 5 lầu của Rebel Gym để giới thiệu cho mọi người hết tất cả những gói, những cái dịch vụ cập nhật đang có tại Rido. Và nhớ là 10 người đầu tiên hãy nhanh chóng đăng ký với Rido và đọc pass là Votolai, chúng ta sẽ có 7 buổi một tuần lận mọi người ha, trải nghiệm tất cả những dịch vụ đang có tại Rido Gym luôn. Và ngày hôm nay thì hẹn gặp tất cả mọi người trong những Votolai của số khác, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm những dịch vụ, những quán ăn khác mọi người ha. Bye bye, xin chào.